Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, trên tay em đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là kim phun xăng của xe Daewoo Lubira. Đây là hàng bãi, hàng zin nha anh em nhé. Với cái thân Lubira này thì nó sẽ có hai dòng, một dòng thân béo này là chuẩn theo xe luôn, và một dòng nữa là dòng thân gầy. Đây là ba con mà bên em đã test rất là cẩn thận rồi, trước khi mà gửi đi cho khách này. Đó, đây là hai rắc điện của kim phun. Đây, khi mà chúng ta test thì chúng ta sẽ cầm và test ở đầu này để cho cái kim phun xăng nó ra. Đó, đây là tháo xe nguyên bản luôn, anh em nhìn thấy không? Đó, ba con đẹp cả ba luôn. Nhìn bẩn bẩn vậy thôi nhưng mà rất là chất đây anh em ạ. Đó. Đây là một trong những phụ kiện của máy này anh em này. Đấy. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái kim phun xăng của Daewoo Lubira. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0856727222. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1/319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.